Chào anh ơi, mình là Tuzi đây. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trước đây mình có làm một cái video về Thạch Xuân Đất. Có rất là nhiều bạn yêu thích cái video đó và mong muốn mình làm cái dạng tương tự như vậy. Mình muốn làm một cái dạng thạch mà có hình dáng như kiểu Xuân Đất nhưng mà lớn hơn, lớn rất là nhiều luôn. Và hôm nay mình sẽ quyết định thạch rắn. Tất nhiên là thạch rắn các bạn sẽ không thể nào sử dụng hút được rồi, mà chúng ta sẽ phải sử dụng một cái ống khác. Thì cái ống này các bạn sẽ sử dụng ở trong gọi là máy giặt hoặc là máy lạnh đấy. Ta hãy cùng nhau tay vào làm nào. Cái điều đầu tiên mà các bạn phải làm là nhớ rửa sạch ống trước nha. Để ống nước được sạch hoàn toàn thì trong lần ngâm này mình sẽ cho thêm chút xíu giấm táo vào và để ngâm cho khoảng tầm 5 tới 10 phút. Phần thạch. Để làm thạch rau câu các bạn sẽ cho 1 lít 2 nước vào trong nồi. Tiếp theo các bạn sẽ cho 2 gói bột rau câu dẻo vào. Tiếp theo cho vào 1 muỗng cà phê bột rau câu cá dẻo, 2 muỗng đường. Bắt lên bếp và đun sôi hỗn hợp. Khuấy đều tay để đừng cháy nha các bạn. Khi rau câu đã sôi các bạn sẽ bắt bếp xuống và cho màu vào. Mình thích rắn có màu xanh lá cây nên mình cho màu xanh lá cây. Sau đó các bạn sẽ cho rau câu ra ca thông một cái rây để mà lọc những cái cặn ra. Vậy là đã xong phần thạch. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần ống nước. Ống nước sau khi ngâm được 10 phút các bạn sẽ lấy ra rửa sạch cái màng bọc thực phẩm và bọc một đầu lại. Dùng một cái băng keo và quấn chặt xung quanh nữa. Chuẩn bị đổ rau câu vào thôi. Công đoạn cuối cùng là cho thạch vào trong ống. Các bạn nhớ cẩn thận bởi vì rau câu sẽ hơi nóng nha. Bây giờ chúng ta sẽ bịt lông đầu bên đây lại. Xong con rắn màu lục, bây giờ mình sẽ cho cái thạch này vào trong tủ lạnh để khoảng tầm 20 phút. 20 phút đã trôi qua, bây giờ mình sẽ cắt cái thạch ra đây. Phần đầu nó hơi lõi xíu, mình sẽ cắt cái phần đầu ra. Cắt đuôi. Đầu tiên vạ cái miệng. Sau đó vạ thành hình tam giác. Tiếp theo gắn mắt, chúng ta sẽ lấy mè làm mắt. Xong con rắn. Ta là rắn đê, rắn dài 1 mét đê. Nhìn chung thì cái thạch rắn này nó khó làm hơn rất là nhiều so với thạch Xuân Đất. Do cái thạch Xuân Đất thì nó làm từ ống hút cho nên các bạn có thể khiến tay đẩy ra. Còn ống nước do nó có những cái ngấn cho nên các bạn phải cắt ra thì mới lấy ra được. Nên là nó khó hơn khá là nhiều. Nhưng mà cầm em này đi hù chứ cũng khá là thú vị đúng không? Chúc các bạn thành công và hy vọng bạn thích video này nha. Tạm biệt.